Người khác không có lòng, bạn việc gì phải cố gắng. Người muốn đưa bạn về nhà, dù là ở đâu đều cũng tiện đường. Người muốn cùng bạn ăn cơm, mùi vị ra sao cũng đều thấy thích ăn. Người muốn gặp bạn, 24 giờ đều có khoảng trống. Người muốn giúp bạn, sẽ nghĩ mọi cách để có thể giúp đỡ. Người thích bạn, dù bạn có bao nhiêu khuyết điểm cũng chẳng sao. Người không thích bạn, thì dù bạn có giỏi giang đến đâu thì cũng chẳng ích gì. Người quan tâm bạn, bạn có làm gì cũng không sao. Người không muốn quan tâm, dù chỉ là một ánh nhìn cũng cảm thấy phiền phức. Nhớ nha, người khác không có lòng thì bạn việc gì phải cố gắng. Họ vốn dĩ không xem trọng bạn thì bạn cũng không cần phải đặt họ ở trong lòng. Định nghĩa về hạnh phúc của mỗi người không giống nhau. Định nghĩa về hạnh phúc của mỗi người không giống nhau. Có người bảo có tiền là hạnh phúc. Có người phụ nữ đơn giản hơn, chỉ bảo là tìm được một người chồng bên ngoài đẹp trai, bên trong lại nhiều tiền. Có người nhìn hạnh phúc bằng con mắt thực dụng như đấy. Có người lại chấp nhận sống trong ảo tưởng. Dẫu hạnh phúc của bạn thuộc loại nào đi chăng nữa, chúng đều có cùng xuất phát điểm. Từ chính bản thân mỗi người chúng ta, từ từng giây phút bạn cất tiếng khóc chào đời, từ từng khắc từng giờ hiện hữu trong cuộc sống. Trước khi tiến đến những hạnh phúc lớn lao kia, hãy tập trân trọng cuộc sống này. Không thể ở bên nhau, hãy chia tay. Có người nói, nếu hai người đã xác định không thể ở bên nhau, vậy thì chỉ mong lúc yêu nồng nhiệt hãy chia tay. Như thế có thể lưu giữ lại bên mình những ký ức đẹp nhất, dành những năm tháng còn lại để nhớ về nhau. Thật ra lúc đó mình đã nghĩ như thế chính là tự hành hạ bản thân và trái tim mình. Nếu đã không có cách nào để ở bên nhau, chi bằng buông xuôi tất cả. Còn không thì cứ tiến về phía trước đi. Nếu đổi lại là mình, thà rằng để tình yêu bị thực tế phủ phàng, mài mòn, làm cho phai nhạt dần đi, cuối cùng lạc mất nhau. Tốt nhất là biến mất một chút, dấu vết cũng không lưu lại. Như thế sẽ không phải đau lòng hay tiếc nuối thêm một lần nào nữa. Thay đổi bản thân, bạn mới có được tự tin. Khi mà bạn ngày càng xinh đẹp, tự nhiên sẽ có người quan tâm bạn. Khi bạn ngày càng giỏi giang, tự nhiên sẽ có người coi trọng bạn. Thay đổi bản thân, bạn mới có được tự tin. Dám ước mơ mới mong có ngày nó trở thành hiện thực. Sự lười biếng có thể hủy hoại một người, nhưng sự cần cù sẽ thúc đẩy một người trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Đừng vì người khác, hãy là một người mà đến cả bản thân mình cũng phải ngưỡng mộ. Lạnh lùng cũng được, chỉ cần vẫn biết yêu thương. Là con gái, không cần phải xinh đẹp, chỉ cần có duyên. Không cần quá thông minh, chỉ cần biết nghĩ cho người khác. Không cần quá giỏi giang, chỉ cần có ước mơ. Không cần quá dịu dàng, chỉ cần đừng hỏng hách. Ăn mặc không cần quá cầu kỳ, chỉ cần không nhếch nhác. Chân ngắn cũng được, chỉ cần tự tin. Make up cũng được, chỉ cần đừng đắp cả tấn bê tông lên mặt. Không make up cũng được, miễn là luôn biết mỉm cười. Yêu nhiều cũng được, chỉ cần đừng bi lụy. Mạnh mẽ cũng được, chỉ cần đừng cố gắng mình. Yếu đuối cũng được, chỉ cần không nghĩ lại. Lãng mạn cũng được, chỉ cần không muộn màng. Lạnh lùng cũng được, chỉ cần vẫn biết yêu thương. Nếu đã yêu thương, sao còn khiến cho người ta bối rối? Người đi tỏ tình lúc nào cũng được khuyên rằng là nên dũng cảm, đừng để ý đến điều gì và cứ nói ra tình cảm của mình. Có vậy thì mới không hối hận. Đúng đấy, tỏ tình dù sao cũng chỉ là lời nói. Nói ra là thôi, là bản thân sẽ nhẹ lòng và còn thấy mình có được chút thành tựu. Con người thì nhận được lời tỏ tình đó thì như thế nào? Bạn đi tỏ tình chính là một cách bạn trút bỏ gánh nặng của bản thân, nhưng lại quên mất việc mình đang đẩy gánh nặng đó cho người khác. Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng cả. Khi bạn cảm thấy nó dễ dàng, nhất định là đang có người thay bạn gánh vác cái phần không dễ dàng ấy. Người ta chỉ quan tâm tâm trạng của người bày tỏ, mà không nghĩ tới sau lời bày tỏ ấy, người nhận được nó lại phải đối mặt với bao nhiêu suy nghĩ áp lực.
Tỏ tình chính là hành động khi mình đối với người đó có thứ tình cảm yêu thương đặc biệt. Nếu đã yêu thương, sao còn khiến cho người ta bối rối và khó xử? Học cách chấp nhận sau chia tay. Có những người vẫn thật sự rất bình lặng sau chia tay, không gào thét, không uất hận, cũng không níu kéo. Chẳng phải vì người ta vô tâm, mà đến một giai đoạn nào đó đủ trải nghiệm, con người ta sẽ phải tự học cách để chấp nhận những điều không như ý muốn, chấp nhận những tổn thương mà người khác mang lại, và chấp nhận cả những nỗi buồn hiện hữu trong chính mình. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể thanh thản mà bước tiếp. Người cần đi rồi cũng sẽ ra đi, hà tất gì phải dằn vặt bản thân nữa. Chỉ bằng tận hưởng cảm giác này một chút, rồi lại đứng dậy và bước tiếp. Cuộc đời còn dài như vậy, lẽ nào lại không tin bản thân có thể tìm thấy những điều tốt đẹp hơn? Câu chuyện đã qua vốn dĩ rất đẹp, vậy thì hãy cứ để hồi ức ấy ở lại mãi mãi như vậy đi. Mất đi một người bạn càng khiến mình đau lòng hơn. Nếu một ngày nào đó khi thức dậy và nghĩ về ngày hôm qua, cảm thấy mất mát, bạn có khóc không? Có thể không, nhưng có người lại muốn khóc. Vì đã có bắt đầu nên sẽ có kết thúc. Tôi rất sợ làm tổn thương người khác, nhưng lại luôn bị tổn thương bởi một ai đó. Hình như nếu đã sống trong đời, thì một là bạn phải làm người ta đau, hoặc là họ sẽ làm bạn đau. Đó là điều không tránh khỏi. Có đôi khi bạn chấp nhận buông tay, không phải vì bạn không muốn tiếp tục, mà là bạn không còn sự lựa chọn. Từ bỏ một thói quen luôn khiến bản thân hụt hẫng, và mất đi một người bạn lại càng khiến mình đau lòng hơn. Bỏ lỡ một lần, mất cả một đời. Thật ra một chuyến xe bus thì luôn có lịch trình của nó. Nếu bạn bỏ lỡ chuyến này thì bạn có thể đợi và bạn sẽ đi chuyến sau. Nếu bạn bỏ lỡ hôm nay thì thôi, ngày mai bạn có thể gặp. Nhưng tình cảm thì không phải vậy. Bỏ lỡ tức là đã bỏ lỡ, và có khi là mãi mãi. Có những người xa nhau bởi những hiểu lầm nhỏ nhặt, có những người xa nhau bởi những sai lầm chồng chất, nhưng cũng có những người xa nhau chỉ bởi những hiểu lầm nhỏ nhặt mà không ai có ý định hàn gắn cả. Không phải là hết yêu, chỉ là tình yêu đó xem ra không đủ lớn để nhường chỗ cho sự bao dung và tha thứ. Không phải đã thay lòng, chỉ bởi trong lòng người này chưa từng coi người kia là tất cả, nên đành để mọi thứ cho gió cuốn bay đi. Nhớ thì vẫn nhớ, dõi theo thì vẫn dõi theo, nhưng tất cả chỉ là trong im lặng. Tình yêu khi đủ quyền năng vô cùng lớn. Tình yêu khi đủ có quyền năng vô cùng lớn. Một giây trước khóc lóc nặng nhẹ, một giây sau lại có thể đầy hy vọng, say mê và đắm đuối rồi. Nhưng niềm vui thì qua mau, nỗi buồn rồi chậm lại. Bởi thế cho nên đừng bao giờ tranh cãi hay làm tổn thương người ấy trước khi đi ngủ. Buồn qua chậm mà đêm thì dài lắm, tịch mịch và tàn độc. Ai biết trước được rằng đêm tối lại góp phần khoét sâu vào vết thương đang rỉ máu, thậm chí có thể bức tử luôn cuộc tình chỉ trong một khoảnh khắc mà nỗi đau vượt quá sức chịu đựng. Lý do tan vỡ đôi lúc chỉ đơn giản thế mà thôi. Thế nên nếu đã yêu, xin hãy yêu thương tử tế, hạn chế làm đau nhau. Liệu cuộc sống có công bằng hay không? Nếu như bạn mong chờ người đời đối xử tử tế với bạn chỉ vì bạn cũng đối xử tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ sư tử không ăn thịt bạn chỉ vì bạn không ăn thịt nó vậy. Cuộc sống không công bằng, hãy học cách thích ứng với sự không công bằng ấy. Đương nhiên, đôi lúc thì chúng ta luôn luôn mong chờ sự công bằng trong cuộc sống. Cho nên, Khang luôn mong chờ những điều tích cực và lạc quan. Nhưng nếu lỡ như nó có không công bằng với bạn, thì bạn cũng học cách thích nghi với nó, bạn nhé. Đã yêu, hãy yêu tử tế. Đừng tranh cãi với người mình thương vào buổi tối.
Bởi vì nỗi đau mà bạn mang lại cho đối phương sẽ tăng lên gấp bội phần. Tình yêu dễ thì rất dễ, mà khó thì cũng khó vô cùng. Dễ mà khi nảy sinh tình cảm cho nhau, còn khó là làm sao để giữ được sau khi đã có tình cảm với nhau. Ai có thể vì ai mà quên đi cái cảm giác của bản thân mình? Thường thì người ta sẽ chỉ biết được mình đã buồn bao nhiêu hay đau nhường nào, lại quên mất việc người thương mình sẽ cảm nhận ra sao, nên mới thành chuyện bi hài vì yêu mà làm cho nhau đau đớn. Chỉ cần nương nhẹ lại một chút, ngừng lại vài phút thôi, để cân nhắc việc có phải mình đã vô tình gây tổn thương cho người ấy hay không, thì về sau câu chuyện tiếp theo đã vô cùng dễ gỡ. Các bạn thường ví tình yêu như điều gì? Chuyện tình yêu với mình á, thì như những sợi tóc vậy. Bởi vì các bạn sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng cho nó bao nhiêu. Nhưng nếu nó không là điều khiến cho bạn yêu thích nữa, làm cho bạn thoải mái nữa, thì bạn sẽ dứt khoát cắt bỏ nó đi. Có chăng chỉ khác ở một điều, tóc cắt rồi thì có thể mọc lại, thậm chí là còn đẹp hơn. Còn tình yêu, một khi đã mất đi rồi thì sẽ chẳng thể quay lại, chẳng nguyên vẹn như lúc ban đầu nữa. Hà tất phải tự mình chuốc lấy phiền não. Tâm trạng nó giống như là quần áo vậy, bẩn rồi thì mang đi giặt. Ánh mặt trời tự nhiên sẽ soi rọi hông khô, ánh nắng đẹp là thế. Hà tất chúng ta phải tự mình chuốc lấy phiền não. Mỗi ngày chúng ta hãy sống thật tốt. Cả vạn tương lai tươi đẹp cũng chẳng thể sánh bằng một hiện tại ấm áp và an lành. Là con gái, phải có chỗ ở cho riêng mình. Là con gái, bất luận như thế nào cũng phải có chỗ ở cho riêng mình. Lớn hay nhỏ, xa hoa hay đơn sơ cũng không quan trọng. Quan trọng là có nơi ở hoàn toàn thuộc về mình. Mặc kệ bên ngoài có phong ba bão táp hay chịu đả kích, uất ức gì thì đều có thể quay về nơi này, an tâm chữa lành vết thương. Ở nơi này thật tốt, cô có thể khóc thật to, tắm nước nóng, ngủ một giấc, ngày hôm sau lại ăn mặc thật xinh đẹp ra ngoài để chiến đấu tiếp. Chỉ cần nhìn nhau cười một cái đã thấy bình yên. Nhân sinh cũng giống như là một ly trà vậy. Đông đầy cũng tốt, mà phơi nửa cũng chẳng sao. Cần chi phải tranh giành. Nồng đậm cũng tốt, mà nhạt nhẽo cũng được, vẫn đều có hương vị riêng. Vội vàng cũng tốt, mà chậm chạp cũng được, vậy thì đã sao. Ấm áp cũng được, mà lạnh lẽo cũng tốt. Chỉ cần nhìn nhau cười một cái đã thấy bình yên trọn vẹn. Cuộc sống bởi vì để tâm cho nên mới đau khổ, bởi vì nghi ngờ cho nên mới tổn thương, bởi vì xem nhẹ cho nên mới vui vẻ, bởi vì đạm bạc cho nên mới hạnh phúc. Chúng ta đều là những vị khách qua đường của đất trời. Có rất nhiều việc chúng ta không thể làm chủ được. Vậy nên mọi việc hãy cứ để vạn sự tùy duyên đi. Cơ hội qua đi, một đời nuối tiếc. Có một vài người có rất nhiều cơ hội để gặp lại nhưng luôn kiếm cớ từ chối, đến lúc muốn gặp đã không còn cơ hội. Có một số việc có rất nhiều cơ hội để thực hiện nhưng lại cứ hoãn lại một ngày rồi lại một ngày, đến lúc muốn làm thì không còn cơ hội. Tình yêu cho bạn rất nhiều cơ hội nhưng bạn lại không để ý, không quan tâm, đến lúc coi trọng thì đã không còn cơ hội nữa rồi. Có đôi khi đời người đầy chăm chọc như vậy đấy, chỉ trong chớp mắt đã qua nửa cuộc đời. Đoạn đường đó chính mình phải bước đến. Sẽ không có ai ngoài chính bản thân của bạn có thể hiểu đằng sau mỗi câu chuyện của bạn là bao nhiêu niềm vui hay đau khổ. Cuộc đời này căn bản không hề tồn tại cái gọi là đồng cảm. Vì vậy, hãy ngừng ngốc nghếch, đem vết thương của mình ra để kể khổ với người khác. Thế giới này nhiều kẻ đã sát muối vào nỗi đau, chứ không phải là người chữa lành vết thương. Cứ từ từ, dần dần, cũng sẽ trở nên cô đơn, lẻ loi. Chúng ta mỗi người đều có tâm sự riêng, không ai an ủi được ai, cũng không ai cứu vớt được ai. Cuối cùng, ta vẫn phải trưởng thành,
đoạn đường tối tăm nhất ấy đến cuối cùng cũng phải tự mình bước đi. Có nhiều chuyện chúng ta không tin vào sự thật. Hồi nhỏ khi mà đi thi toán á, biết chắc là 2 x 2 sẽ bằng 4, nhưng mà vẫn phải sử dụng máy tính để tính lại. Cũng như hiện tại, có những chuyện biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi lại cho bằng được. Không phải là mình không có lòng tin, chỉ là bản thân chúng ta không muốn tin đó là sự thật. Mỗi người là một cá thể riêng không thể áp đặt cho nhau. Gia đình không chỉ là một danh từ mà là mục đích để bạn phải phấn đấu. Gia đình mạnh mẽ lắm đấy. Vì khi bạn còn nhỏ, gia đình là nơi giúp bạn che chắn những sóng gió. Khi bạn lớn hơn một chút thì gia đình là nơi cùng bạn đương đầu với những sóng gió đó. Đến cuối cùng thì gia đình vẫn là nơi duy nhất để bạn quay trở về. Không có gì là hoàn hảo cả. Gia đình cũng vậy. Ngoài niềm vui, hạnh phúc còn có những trận cãi vã, giận hờn. Nhưng chính những điều đó mới làm gia đình hoàn thiện hơn. Cãi vã để hiểu nhau hơn và giận hờn để yêu nhau nhiều hơn. Mỗi người là một cá thể riêng không thể áp đặt cho nhau được. Nhưng khi mỗi người hòa hợp và nhường nhịn nhau một chút sẽ làm gia đình của mình ngày càng đậm ấm. Cuộc sống là một bộ sách vô số chữ. Khi một cánh cửa đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng chúng ta thường nhìn quá lâu và tiếc nuối về cánh cửa đã đóng mà không chịu nhìn thấy cánh cửa đã mở ra cho bản thân mình. Khi nhìn nhận cuộc sống của mình đã hoàn hảo, không còn mục đích lớn lao gì nữa thì có nghĩa là cuộc sống của bạn đang mất đi rất nhiều ý nghĩa. Cuộc sống là một bộ sách vô số chữ. Mỗi người có cách đọc của riêng mình. Cuộc sống là một câu hỏi có rất nhiều lời giải. Mỗi người có đáp án riêng của mình. Cuộc sống là một tách trà. Mỗi người có cách thưởng thức của riêng mình. Những lúc không vui, hãy tự nhủ với bản thân rằng tất thảy của tất thảy chính là để cuộc sống thoải mái hơn, vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn. Thứ mà bạn đang có không phải là lỗi lầm. Bạn có tiền, thành đạt, nhưng không phải mẫu người mà họ thích. Ừ, chắc bạn hiểu luôn là thứ mà bạn đang có không phải là lỗi lầm nhỉ. Nói vậy không có nghĩa là ta cứ phải sống để người khác lựa chọn. Và cũng không phải cứ lỡ dở chuyện gì cũng đổ tại cho duyên số. Không đúng người, đúng thời điểm. Chiếc bánh ngon thì người ta ăn, sách hay thì người ta đọc, kim cương đẹp thì người ta đeo. Và dù cho có được chọn hay không, thì nó vẫn kiêu hãnh với giá trị riêng của mình. Nhớ nha, hãy có ít nhất một thứ để tự hào. Nhiều thì càng tốt. Không chỉ để cho người khác mà cho cả bản thân của mình nữa đấy. Chúng ta không hoàn hảo và sẽ không bao giờ hoàn hảo cả. Chỉ cần biết mình có gì tốt và sống tốt hơn với những gì mình có. Vậy là chẳng cần ai cũng đã đủ để mỉm cười rồi. Dựa đầu vào người kia mà khóc. Lúc còn trẻ không biết, cứ nghĩ rằng chỉ một chút thương tổn thôi là bản thân cũng sẽ không chịu đựng nổi. Sau khi đã trải qua mưa gió nhấp nhô trong cuộc sống, mới biết qua những ngày tháng dài đằng đẵng của một kiếp người thì không có gì là không tha thứ, không có gì là không thể buông tay. Ai cũng có chuyện khó khăn của mình, cũng có điều bất lực với bản thân, cũng có vài nỗi bế tắc và những khi sợ hãi. Thay vì khuyên nhau những lời khuyên sáo rỗng thì chúng ta nên tìm một ai đó đủ an tâm, đủ bình yên để bảo là mờ. Dựa đầu vào người kia mà khóc. Ai cũng từng nhiều lần yếu đuối, nhưng chưa ai dám thừa nhận, chỉ vờ khoác lên mình sự cứng rắn, để rồi theo năm tháng mà không nhìn ra bản thân mình. Sự hòa nhịp của hai trái tim